Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Đỉnh Cao Xe Lướt của em. Thì hôm nay em sẽ làm một clip tổng hợp những dòng xe hiện tại bên có bên em và em sẽ báo giá cho các anh chị ha. Thì những cái giá mà ở đây của em báo giá thì giá vẫn còn có thể thương lượng được. Đây ha, em sẽ giới thiệu cho các anh chị nha. Đây là chiếc Vios E số sàn đời 2020, biển số là ở tỉnh. Thì cái giá hiện tại tụi em đang giảm tầm khoảng hơn 400, là tầm khoảng 430 ha. Dạ, thì odo xe đã chạy được là 6.000, odo chạy 6.000 ha. Biển số 93 nha các anh chị nha, Bình Phước. Rồi, tiếp theo đó là một chiếc xe 7 chỗ, máy dầu số sàn, chiếc Nissan Terra S. Xe thì có biển số là ở Sài Gòn. Hiện tại thì xe chạy đời 2019 cho các anh chị nha. Xe đã chạy được 65.000 và hiện tại đang rao với giá là tầm khoảng 760. Còn đây là chiếc Kia Sedona đời 2019 màu đen. Thì xe thì có biển số là ở tỉnh Bình Dương. Dạ thì xe pháp lý là xe công ty số hóa đơn, hiện tại giảm còn 960 triệu ha. Những cái giá em báo ở đây vẫn còn có thể thương lượng được một ít. Ngoài ra thì các anh chị sẽ được tặng thêm một cái gói bảo dưỡng bên công ty của em nha. Khi các anh chị mua xe. Chiếc xe này thì chạy được 52.000 nha các anh chị nha. Xe có nước sơn màu đen. Và đây là chiếc Camry 2.5Q đời 2016, biển số ở Sài Gòn. Dạ và xe thì odo xe thì chạy được 34.000, xe gia đình chạy biển số ở Sài Gòn luôn thì giảm còn 830 triệu ha các anh chị nha. Tiếp theo đó là chiếc Toyota Vios phiên bản E số sàn đời 2018, biển số cũng ở tỉnh luôn nè, biển số vàng. Thì cái biển số vàng này mình có thể chuyển đổi qua biển số cá nhân màu trắng vẫn được nha các anh chị nha. Dạ, tùy theo các anh chị cái nhu cầu sử dụng của anh chị là như thế nào thôi. Thì cái xe này á, dạ, odo xe thì chạy được khoảng 130.000 với cái giá là còn giảm còn khoảng 390 triệu ha. Dạ, đời 2018 ha, cái form mình là form cũ. Còn đây là chiếc Sorento này thì em bán rồi. Tiếp theo là chiếc Honda City phiên bản 1.5 CVT, dạ, đời 2014. Thì cái xe này là xe gia đình luôn nha các anh chị nha, xe và xe khách chạy rất là kỹ. Chạy được 105.000 với cái giá hiện tại tụi em đang ra bán là tầm khoảng 370 triệu nha. Tiếp theo là chiếc Crew đời 2018. Crew đời 2018 thì xe này chạy được khoảng 45.000. Dạ 45.000, biển số ở Sài Gòn luôn. Và cái giá xe hiện tại là đang khoảng 400. Dạ. Đây là chiếc Kia Sedona của phiên bản máy dầu, bản full nha các anh chị nha. Đây và xe là có nước sơn là màu nâu. Khách cũng đã gắn bệ bước lên xuống. Biển số thì cái xe này là ở Sài Gòn với cái giá là tầm khoảng 1 tỷ 020 triệu ha. Còn đây là chiếc Mitsubishi Xpander đời 2019 số sàn, biển số cũng ở Sài Gòn luôn. Dạ. Và odo xe thì chạy được 46.000 nha các anh chị nha. 46.000 với cái giá là tầm khoảng 480. Em cũng có Xpander số tự động luôn ha nha các anh chị ha. Thì để bữa sau em sẽ quay thêm cho các anh chị là do cái kho xe của em hiện tại là đang chưa được về á. Dạ. Đây là chiếc Toyota Innova E đời 2019, biển số ở tỉnh. Thì odo xe này thì chạy được là 76.000 nha các anh chị nha. 76.000 và cái giá là tầm khoảng 620. Còn đây là chiếc Kia Rondo máy xăng số sàn, biển số ở Tiền Giang. Dạ, ở đời 2020 luôn nha các anh chị nha, 2020 luôn. Thì với cái giá là tụi em đang rao bán với cái giá là tầm khoảng 520. Dạ 520 ha. Dạ, odo xe thì chạy được 33.000. Ngoài ra thì em còn có
xe nhỏ nhỏ như Kia Morning nè. Dạ, Kia Morning. Đây. Thì cái giá là cái xe này là đời 2019 luôn, số tự động cho các anh chị nha. Biển số ở Bình Dương với cái giá là tầm khoảng 330. Thì cái xe public, cái xe này nó mới chạy chỉ có 26.000 thôi các anh chị ha, đời 2019. Xe pháp lý thì là xe công ty xuất hóa đơn. Ngoài ra thì em còn có i10, xe 16 chỗ, xe tải tầm khoảng 1,5 tấn. Và em sẽ quay cho các anh chị vào xe bán tải hai cầu cũng có luôn. Thì bữa sau em sẽ có một cái clip riêng về những dòng xe đó cho các anh chị ha. Thì các anh chị nào hiện tại đang quan tâm về những dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, xe bán tải, xe tải thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902600126 nha các anh chị nha. Xe bên em thì giá cả vẫn còn có thể thương lượng được, chủ yếu là các anh chị có thích xe hay không thôi. Có một số dòng xe thì em không có quay, nên là các anh chị nào đang tìm dòng xe nào cũng có thể kết bạn qua Zalo với em để em tư vấn thêm cho các anh chị ha. Dạ. Các anh chị có gì gọi điện thoại cho em số điện thoại 0902600126 nha. Em có để số điện thoại dưới góc dưới màn hình. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.